Jody. Mikey, chào buổi sáng. Mình biết là cậu đã nói đừng có làm to chuyện này ra, nhưng bọn mình cũng không nghe đâu. Wow, chúng ta ăn mừng dịp gì vậy? Lượn đi Thụy Điển. Cậu được vai chính rồi, dở nhạc kịch mùa xuân. Cái gì? Bà phải nhắn tin cho Đinh. Bà nhắn cho bạn trai con 7-8 lần một ngày thôi, tối đa. Kỳ thiệt đó. Kỳ lạ thiệt. Mình chỉ muốn nói là mình cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn cậu đối mặt với nỗi sợ. Khi mặt khoảnh khắc đó tới từ trong sâu thẳm, cậu sẽ cảm thấy nghẹt thở. Mày cuối cùng cũng đạt được ước mơ rồi, nhưng mày nghĩ mày có thể hoàn thành tốt được sao? Vậy là giọng nói đó vang lên trong đầu em tối qua. Lúc nào cũng có một giọng nói hết. Giọng nói này nó rất là lớn hơn, khiến em tin nỗi sợ và sự bất an em có đều là thật. Tại sao bây giờ nó xuất hiện? Bởi vì bây giờ em đã cởi mở rồi. Và một khi em càng cởi mở, cái giọng đó sẽ ngày một lớn hơn. Mình là Tommy, mình sẽ đóng vai con rat. Chắc cậu sẽ chán ngán khi thấy mặt của mình lắm, xin lỗi nha. Cậu sẽ chán ngán khi thấy mặt mình trước đó. Không có chuyện đó được đâu. Đó là ai? Bạn diễn của mình. Giờ cậu giống như là quý cô nổi tiếng ở trường vậy. Mình đã dành cả cuộc đời này để đợi chờ cô ấy. Cứ để Đinh comment chịu đựng đi. Còn con thì tập trung cho vở kịch. Chúng ta cần 27 vé cho một đêm mở màn. Không, chúng ta cần 28 bác sĩ Seeker nữa. Hai người mời bác sĩ hồi đó của con hả? Ông ta chắc chắn thấy mẹ trên TikTok rồi. Mẹ xài TikTok hả? Con không theo dõi mẹ sao? Không có đứa bắt nạt nào xấu xa hơn cái đứa ở trong đầu của em. Em lạc lối khi không có cô ấy. Không ngờ chưa? Trời ơi! Ba, người này là ai vậy? Chị gái của Stick đó. Chị gái của ấy? Ôi không, ba kéo thêm người Thụy Điển sao?